động động đấy là động ấy đúng không? Động cái động đấy có phải là động mà để trèo vào ấy được không? Hay là động hay là động bộ đi bộ? Đấy là nó không ra nhưng mà vẫn theo thuyền. À. Vẫn ngồi đi thuyền này chứ không phải là đi bộ. À. Hôm trước mưa lớn nên là nước nó lên nó chưa xuống này. Mưa lớn là nước nó ngập hết hàng. Vừa. Đến một trường hợp bên đấy. Cái này đi sớm mình đi đậu đấy. Đã về. Đã về đấy. Không mát, không mát. Để đi nước lớn nhỉ? Nước lớn vừa mới vẽ xong. Thế là gì mình chỉ đi bên ngoài rồi. Đi thuyền ngoài không vào động. Động đây. Ngày xưa mình đi em không nhớ. Giờ đây cũng đi chùa Bái Đính.